Kính thưa quý vị, đó cũng là nội dung của bài thơ Qua nhà ai của thi sĩ Suma Chinhai, được phổ nhạc bởi một tác giả mà người tác giả đó chắc là quý vị cũng sẽ không xa lạ gì. Đó là tác giả của bài hát Tôi đưa em sang sông. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, Mai Phương xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Qua nhà ai, lời của Suma Chinhai, được phổ nhạc bởi Nhật Ngân và cũng do chính Nhật Ngân trình bày. Tình thiên thu đã chết.